Thứ nhất, chúng ta phải nói đến đó là công thức phân tử của hydrocarbon. Tại sao thầy lại nói là công thức phân tử của hydrocarbon? Vì các hợp chất hữu cơ có chứa chức như rượu, như ete, như aldehyde, ceton, như axit ester, amin hay amino acid, chúng đều là dẫn xuất của hydrocarbon. Do đó, để đặt tốt công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ có chứa chức, bắt buộc chúng ta phải đặt tốt công thức phân tử của hydrocarbon. Vậy, công thức phân tử của hydrocarbon đó chính là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Trong đó, N là số nguyên tử carbon và K là số liên kết pi hay là độ bảo hòa. Các em nên lưu ý cho thầy, trên cái mạch tư duy của công thức phân tử của chất hữu cơ, nếu chúng ta sa vào đặt CXHI, OZ, thì chúng ta sẽ không bộc lộ được mối quan hệ giữa số nguyên tử carbon và độ bảo hòa liên kết. Do đó, theo thầy là các em nên đặt công thức phân tử theo số nguyên tử carbon và số liên kết pi. Có như vậy, chúng ta sẽ định hình ra được một cách đặt công thức phân tử của tất cả các hợp chất hữu cơ theo một mạch chung. Bắt đầu từ công thức CnH2n cộng 2 trừ 2K. Điển hình và cũng là đơn giản nhất, các em có thể tư duy bắt đầu từ công thức này để chúng ta có được các hydrocarbon. Ví dụ như nếu như K bằng 0, có nghĩa là không có liên kết pi, ta thay K bằng 0 vào công thức tổng quát, ta sẽ được công thức CnH2n cộng 2, đó chính là công thức phân tử của ancan. Điều kiện đó là N lớn bằng 1. Và cũng tương tự như vậy, nếu như với K bằng 1, nếu K bằng 1, ta thay K bằng 1 vào công thức tổng quát, đương nhiên chúng ta sẽ có công thức là CnH2n, có thể là alken với N lớn bằng 2, và cũng có thể là cycloalkan với N lớn bằng 3. Vì tại sao như vậy? Vì một liên kết pi tương ứng với một vòng, và cái vòng nhỏ nhất có thể tạo ra được phải có ít nhất 3 carbon, do đó N phải lớn hơn hoặc bằng 3. Các bạn hiểu cho thầy điều này. Đó. Nếu như chúng ta tư